Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Việt Nam đang mở cửa trở lại nền kinh tế với các hoạt động sản xuất kinh doanh đã khôi phục gần 90%. Nhiều chuyên gia kinh tế kỳ vọng kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng gấp đôi trong năm 2022, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ rót vốn vào Việt Nam. Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng đảng. Chính vì vậy, Thành ủy Ninh Bình luôn quan tâm chỉ đạo và có những giải pháp cụ thể để đảm bảo số lượng và chất lượng đảng viên mới. Dịch COVID-19 tấn công vào nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch dạy và học. Tại Yên Mô, ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện các biện pháp linh hoạt, ứng phó, đảm bảo hoạt động dạy học phù hợp. Sáng nay, đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến chúc mừng và thưởng nóng 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.